người ta vui đúng không? When they are happy. Có từ nào thay từ happy không ạ? Delighted. Delighted. Cũng là vui vẻ, khi người ta vui thì người ta sẽ cười. Hoặc là khi mà người ta được, người ta cười khi mà người ta chào nhau đúng không ạ? Greet others, chào những người khác. Được chưa? People often smile when they greet others. Khi mà người ta gặp chào người khác ha. Hoặc là greet each other, chào lẫn nhau ha. Greet others, chào người khác đi. Khi người ta chào người khác, người ta cười, người ta vui, người ta cười. Hoặc là gì nhỉ? Bất lực. Bất lực cười. Rồi. Or. Rồi. Ok. Rồi khi nào thì người ta cười nhưng mà cười kiểu bất lực giống em nói đó. Khi nào người ta wear fake smile. Đúng không? Khi nào người ta wear fake smile. Khi nào người ta cười giả vậy các bạn? Cười để giấu nỗi buồn đúng rồi. Người ta cười để người ta giấu đi nỗi buồn. Người ta hide their true feelings. Giấu đi những cảm xúc thật của mình. True feelings. Rồi cái từ feeling này các bạn đọc sao đây? À cái phiên âm của nó sẽ là feel. Chứ không phải là yêu, nó không có âm u, nó chỉ là feel. Feel xong rồi l một cái, feel. Cho nên mình có thêm ing vào thì mình cũng đọc là feeling. Feeling, đó. Sometimes people wear a fake smile because they want to hide their true feelings. Feelings. Đấy. Người ta muốn che giấu đi cái cảm xúc thật của mình. Đó. Chẳng hạn như vậy. Cô chỉ nghĩ được một lý do thôi. Còn lý do nào khác không? Thì đó là người ta đâu muốn như vậy đâu, người ta vẫn cười đó, giống mà đúng không? Thảo Mai có artificial, có đấy, giả tạo đó. Cho các bạn coi nè. Thảo Mai là giả tạo chứ gì nữa đúng không? Thì một nụ cười Thảo Mai là a fake smile đó. Hoặc là artificial smile cũng được. Tra cho các bạn coi luôn nè. Các bạn biết từ artificial đúng không? Hôm trước mình học rồi, trong cái từ artificial environment đó. Artificial là gì? Là nhân tạo, đúng rồi, artificial là nhân tạo. Nhưng mà một từ trong tiếng Anh thường nó sẽ có nhiều hơn một nghĩa nha. Artificial đầu tiên nó có nghĩa là nhân tạo, tức là made by people này. Đúng chưa? Là những nhân tạo này, ví dụ như là artificial fibers là sợi dệt nhân tạo, đúng không? Rồi một cái tiếp nữa này, nghĩa disapproving, nghĩa này nghĩa tiêu cực này, not sincere. Sincere là gì? Chân thành, không chân thành nó. Đó. Their cheerfulness, cái sự vui vẻ, cheerfulness cũng là sự vui vẻ. Cái sự vui vẻ của họ có vẻ như là rather là gì? Khá là căng và khá là giả, không chân thành, artificial là không chân thành. Cho nên mình một cái fake smile mình có thể thay bằng chữ gì? Mình có thể thay cái chữ này bằng chữ gì? Artificial smile, một nụ cười không chân thành. Đó. Tiếp nha, người ta hỏi là bạn có thể phân biệt được một nụ cười a fake smile and a một nụ cười chân thành, thì trái nghĩa với nó sẽ là gì đây ạ? Sincere smile. Đúng không? Mình có fake smile, artificial giả tạo, thì bây giờ mình có chân thành là sincere smile. Bây giờ ai nhớ được cho cô từ đồng nghĩa với từ sincere? Không nhìn sách nhìn bỏ. Ai nhớ được một từ đồng nghĩa nữa? Không, chứ mình miêu tả người có hai từ đồng nghĩa với nhau, có nghĩa là chân thành. Gì? Genuine. Nhớ phiên phan đông không? Genuine. Để chưa, mũ em nhớ, các bạn không nhớ rồi. Genuine với cả sincere giống nhau nhá. Chân thành.
Rồi bạn có thể phân biệt được không? Ở lớp mình có ai biết phân biệt nụ cười fake smile và cái genuine smile không? Rồi, can you recognize a fake smile? Bạn có thể nhận ra được một nụ cười giả hay không? Bây giờ mình sẽ nói là khó lắm mà không phân biệt được đúng không? Thì mình sẽ nói là trời ơi cái này vô cùng khó luôn. Rất khó để mà phân biệt được, thế mình sẽ nói là sao ạ? Mình sẽ nói là sao ạ? Hoặc mình dùng ít y thôi. Well, it is incredibly hard to recognize an artificial smile. Đúng không nào? Rất khó. It is incredibly hard. Vô cùng khó, được chưa? Để mà nhận ra được một nụ cười giả, hoặc là để mà gì nhỉ? Chỉ ra sự khác nhau, hoặc là phân biệt. Bây giờ cô muốn động từ là phân biệt đi. Phân biệt cái này với cái kia. Phân biệt cười thật với cười giả. Phân biệt mình có từ gì? Phân biệt mà. Distinguish. Biết từ này không ạ? Biết không? Không biết ghi lại nhé. Distinguish là phân biệt. Rồi, it is incredibly hard to distinguish the difference. Đó, để phân biệt sự khác nhau giữa gì nhỉ? Between a sincere, một nụ cười chân thành, smile, and an artificial smile. Đấy. Well, it is incredibly, you know, hard to distinguish the difference between an artificial smile and a sincere smile. Rồi, nếu như các bạn không muốn dùng từ distinguish thì em có thể dùng từ là spot. Tại vì cái từ spot là chỉ ra, spot the difference là chỉ ra sự khác nhau. Cho nên mình có một cái game trong tiếng, có một cái game rất là hay dành cho con nít là nó cho mình hai bức tranh xong nó chỉ ra sự khác biệt á. Tìm sự khác nhau, tìm điểm khác biệt là cái game spot the difference á. Nó hay dùng cái game này cho con nít chơi này, người lớn cũng hay chơi cái này nè. Cho hai bức tranh xong tìm điểm giống nhau hoặc khác nhau này này. Đó. Cho một bức tranh này là spot the difference, đây là cái game á. Là spot the difference. Đấy. Cho hai bức tranh xong rồi bạn phải tìm ra điểm khác nhau. Thấy chưa? Đó, spot the difference là chỉ ra sự khác nhau. Rồi. Như vậy rất khó để mà chỉ ra sự khác nhau giữa hai cái loại hình cười này. Xong rồi mình nói là nhưng dù là khó em vẫn phải trả lời, câu khó cỡ nào đi thì vẫn phải trả lời nhá. Mình phải than là khó cái đã xong mình nhưng một cái. Nhưng tôi đoán. Được chưa? But I suppose. Một cái nụ cười giả tạo nó sẽ rất là awkward. Được chưa? Này, một cái nụ cười giả tạo nhá. A fake smile could look, but I suppose my smile looks. Một cái nụ cười giả tạo thì nhìn rất là cứng, awkward. Đúng spelling không ta? Awkward. Spell lại giùm cô đi em. Đúng không em? Rồi.